Người đàn ông da đen này đang muốn trộm một sợi dây chuyền có giá 20 triệu euro, nhưng trước tiên anh ta giả vờ ra giá mua. Đầu tiên anh ta ra giá 33 triệu euro, người tổ chức thấy anh ta là nhà tư sản đứng thứ 9 toàn quốc nên rất hào hứng. Lúc này, một người đàn ông khác trực tiếp ra giá 40 triệu euro, sau đó, Arsene lại tiếp tục tăng giá lên 41 triệu euro, thấy không có ai lên tiếng, anh ta lại tăng giá. Thưa anh đã ra giá cao nhất rồi. Nhưng tôi cảm thấy lần đấu giá này có chút lãng phí thời gian. Chúng ta tiết kiệm thời gian chút đi, tôi ra giá 60 triệu euro. Tôi không nghe nhầm chứ, là 60 triệu euro sao? Là 60 triệu euro, tại sao Arsene lại giàu như vậy? Thì ra anh ta vì trộm chiếc dây chuyền này, đầu tiên đã làm một chứng minh thư và giấy chứng nhận tài sản giả. Sau đó anh ta lại đến nhờ một người bạn làm một chiếc dây chuyền giả. Để tăng thêm nhân lực, Arsene tìm đến mấy tên côn đồ, nói với họ có thể kiếm được một số tiền lớn. Mấy người họ không tin, Arsene bắt đầu nói với họ kế hoạch trộm của mình. Thì ra trước đó Arsene đã lẻn vào bên trong. Anh ta phát hiện bên trong được bảo vệ nghiêm ngặt, bất luận là ai đi vào cũng đều phải kiểm tra an ninh. Mấy người họ nghe Arsene nói xong, đã đồng ý với kế hoạch của anh ta. Rất nhanh, trong ngày bán đấu giá, đầu tiên Arsene giả vờ là một người giàu có lẻn vào hội trường đấu giá. Một tên đồng bọn khác cải trang thành nhân viên vệ sinh, hai người khác giả danh bảo vệ, đồng bọn lẻn đến phòng giám sát, tắt hệ thống camera. Sau khi Arsene ở hội trường nhận được thông tin, đã đề nghị kiểm tra dây chuyền. Đợi một chút. Anh cũng rất chuyên nghiệp. Lúc Arsene đang nhìn ngắm chiếc dây chuyền, một tên đồng bọn đã phản bội anh ta. Mấy tên côn đồ trói cả Arsene và người tổ chức lại, sau đó lấy dây chuyền rồi nhanh chóng rời đi. Một lúc sau khi cảnh sát đến, đã thả Arsene ra. Lúc anh ta chuẩn bị rời khỏi đây, đứng im, đừng động đậy. Anh muốn kiểm tra tôi sao? Thì ra là một cái bút. Lúc đó, bên này, Arsene cải trang thành nhân viên vệ sinh, lấy từ túi rác ra một chiếc dây chuyền. Thì ra lúc Arsene và mấy tên côn đồ ẩu đả, đã bỏ dây chuyền vào túi, ném dây chuyền thật vào thùng rác, ném dây chuyền giả ra. Thì ra nguyên nhân Arsene muốn có sợi dây chuyền này chỉ là muốn tìm ra sự thật về cái chết của bố mình. Lúc Arsene còn nhỏ, bố anh ta vì sợi dây chuyền này mà phải ngồi tù oan, sau đó đã tự sát. Mà bây giờ tất cả manh mối chỉ có thể tìm hiểu từ người bạn tù trước đây của bố, đó chính là Captain. Bước tiếp theo trong kế hoạch của anh ta là vào ở trong nhà tù để tìm hiểu chân tướng sự việc. Người đàn ông này không làm chuyện xấu, nhưng anh ta lại muốn ngồi tù, mục đích là để tìm ra sự thật về cái chết của bố. Đầu tiên anh ta lấy cớ vào thăm tù. Vào đến nhà tù, tìm đến một người da đen, nhưng người đó lại nói mình không quen biết anh ta. Sau đó Arsene nói với anh ta, mình muốn thay anh ta ngồi tù. Ba Bách A không tin lại có một người không quen biết lại thay mình ngồi tù. Hơn nữa bên ngoài còn có người canh gác. Arsene nhìn đồng hồ, nói cảnh vệ vừa đổi ca trực. Tiếp theo Ba Bách A lại giơ hai cánh tay đang bị còng của mình ra. Còn cái này phải làm thế nào? Arsene lắc tay một cái, còng tay đã chạy sang tay anh ta. Sau đó nói với Ba Bách A, nếu anh còn làm việc xấu, thì anh không xong đâu. Tôi có thể giúp anh ra ngoài, thì cũng có thể đưa anh vào lại. Cứ như vậy, Arsene đã thành công ở lại trong nhà tù này. Anh ta vào tù là để tìm người bạn tù trước khi mất của bố, Captain. Anh ta dò hỏi thông tin, Captain đang ở phòng giam số 241. Sau đó anh ta giả là một người đưa hàng, được đưa đến phòng giam số 241. Nhưng Captain lại không có ở đây. Bạn tù nói với anh ta, bây giờ Captain đang ở trong phòng y tế. Để đến phòng y tế, Arsene cố tình gây sự với hai bạn tù bán thuốc viện. Xem ra anh ta không muốn sống nữa rồi. Sau một trận ẩu đả, buổi tối hôm đó, cuối cùng Arsene đã gặp được Captain. Captain đưa cho anh ta một cuốn sách. Qua phân tích kỹ lưỡng của Arsene, cuối cùng anh ta đã phát hiện ra manh mối mà bố mình để lại. Thì ra lúc bố anh ta sắp chết, đã dùng coca để đánh dấu các manh mối trong sách lại. Arsene liên kết tất cả các manh mối lại với nhau. Tôi bị ngồi tù oan. Là Jeanne đã hại tôi. Đúng lúc này, đồ ăn trong nhà tù được mang đến. Đây là của hai tên buôn ma túy bảo người mang đến. Arsene biết mình không thể tiếp tục ở lại trong nhà tù này nữa. Ngày hôm sau, anh ta đến tìm Captain, nói với ông ấy, mình muốn vượt ngục để trả thù cho bố. Người đàn ông này muốn vượt ngục. Đầu tiên anh ta giả vờ chơi bóng rổ. Sau đó nhân lúc những người khác không chú ý, đã giật lưới bóng xuống. Tiếp theo đến phòng y tế, trộm một lọ thuốc hen suyễn. Thật trùng hợp, đêm hôm đó, hai tên buôn ma túy muốn đi giết chết Arsene. Nhưng không ngờ, Arsene lại tự mình treo cổ tự sát. Bác sĩ vội vàng chạy đến, lúc này Arsene đã không còn thở nữa. Thi thể của Arsene được bỏ vào bao đựng xác, đưa lên xe cứu thương. Nhưng lúc đang đi trên đường, Arsene đã bất ngờ tỉnh lại. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thì ra trước khi Arsene treo cổ tự sát, đã uống thuốc hen suyễn. Như vậy có thể làm ngừng nhịp tim. Hơn nữa vì trên người buộc lưới bóng, đã ngăn chặn việc cơ thể bị dây thừng siết chặt. Lúc xe cứu thương dừng lại, Arsene đã vượt ngục thành công. Tiếp theo đã đến lúc trả thù cho bố rồi.
Thì ra trước đây bố của Arsene là lái xe của một người giàu có. Sợi dây chuyền của lão nhà giàu có giá 20 triệu euro bị mất, sau đó họ đã đổ hết mọi tội lỗi lên người bố Arsene, mà tên nhà giàu này chính là mục tiêu của Arsene. Ngày hôm sau, Arsene đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Đầu tiên anh ta tìm đến một phóng viên đã về hưu, tìm hiểu tài liệu đen của tên nhà giàu, muốn thông qua chương trình truyền hình để tiết lộ những thứ xấu xa của ông ta. Không ngờ chương trình này đã bị tên nhà giàu mua lại. Việc này khiến Arsene vô cùng tức giận. May mà Arsene đã thành công chạy thoát, nhưng đáng tiếc là phóng viên cung cấp thông tin cho Arsene đêm đó đã bị người của tên nhà giàu giết hại. Arsene chỉ có thể đưa gia đình chạy khỏi đây. Nhưng trên tàu hỏa, anh ta phát hiện sát thủ đang theo dõi mình. Thế là Arsene đã gửi tin nhắn cho cảnh sát truy đuổi anh ta, nói 10 phút nữa mình sẽ đến trạm dừng. Trên người mặc áo khoác màu be, rất nhanh tàu đã đến ga. Arsene đi phía trước, cảnh sát đã bắt tên sát thủ mặc áo khoác màu be đi phía sau. Trên tàu, Arsene còn lén bỏ một viên kim cương vào túi áo của hắn ta, cũng đã thành công đổ hết mọi tội danh lên đầu tên sát thủ.